Anh kể về những ngày xưa lúc anh còn chạy con dream trên đường. Sự soạn sáng đến tận trưa, tóc tai vuốt ngược bảnh như đan trường. Nhưng mà anh có tính hay ngại, tụi con gái cứ lại làm quen. Chẳng qua là anh không thích chứ muốn khi nhích thiếu gì vài em. Chuyện ngày xưa ghê thế nhỏ, sao mấy năm vẫn như thế này. Chuyện thật hay anh nói đùa, cứ nói đi rồi làm chi. Anh thanh niên hôm nay thức dậy sớm từ 6 giờ, dũng ma đi chợ sáng mua rau thịt về nấu. Anh lên online fake đăng tất tiên tìm công việc. Anh biết mình đã lớn nên phải trưởng thành hơn. Anh thanh niên hôm nay đã nghĩ đến chuyện gia đình, nhưng chưa có ai yêu anh biết lấy vợ làm sao. Mấy cô gái anh khoe hoa ra cũng chỉ nói sao, chẳng có chi là thật anh cứ mơ.